Vâng, lại một bộ câu hình karaoke nữa về với Thanh Trì và về với anh Bính ạ. Vâng, anh Bính, anh ở ngay Thanh Trì, anh ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Vâng, anh đặt một bộ câu hình karaoke trị giá 19 triệu đồng. Đây là bộ karaoke mà bán chạy nhất trong mùa Covid, vì đây là bộ toàn bộ là những mẫu loạt thế hệ mới, công nghệ mới, vừa nghe nhạc và hát karaoke. Vâng, thì đó là những đôi loa Qwest G6000, những đôi loa Qwest G6000. Đây là dòng loa sở hữu rất là nhiều đường tiếng cho các cái giải rất là chi tiết. Và bên em đang phối ghép với một con đẩy liền vang DSC X7, là một bộ mic tặng đi kèm bộ loa G6000 và con đẩy X7, đó là bộ mic Qwest VK321. Và bên em trước khi đi lắp đặt mà bên em phải bỏ ra, bên em test rất cẩn thận và có dán tem bảo hành niêm phong. Đó, có dán tem bảo hành niêm phong. Tất cả những sản phẩm này là bên em bảo hành cho anh Bính cũng như các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc, đó là 1 năm. Đó, tất cả lỗi lầm gì là bên em sẽ bảo hành. Còn đâu các bác yên tâm, tất cả những thiết bị của Qwest là chính hãng, dùng rất là bền, hát rất là hay. Và điều đặc biệt trên con đẩy liền vang X7 nó mạnh mẽ hơn, giới công nghệ mới hơn các dòng đẩy liền vang thế hệ mới trên thị trường, đó là tích hợp đầu giải mã bên trong và tích hợp thêm nâng tiếng, vì thế mà xử lý nhạc nguồn vào rất là chi tiết và sạch sẽ. Đó, thì đó là một bộ cấu hình karaoke bên em đang phối ghép setup trước khi gửi cho anh Bính, anh ở Thanh Trì. Và ở Thanh Trì thì bên em có dịch vụ lắp đặt tại nhà. Đó, anh Bính anh chỉ việc chờ trong 1 tiếng đồng hồ là bên em sẽ sang đó lắp đặt cho anh và căn chỉnh đầy đủ. Vâng, thì đây là những bộ cấu hình karaoke bên em setup phối ghép phù hợp với nhu cầu cũng như giá thành rất là mềm, chỉ có 19 triệu đồng thôi mà các bác và anh em được sở hữu một bộ cấu hình rất là VIP và được tặng bộ mới trị giá 3 triệu đồng. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác nào mà muốn lấy một bộ cấu hình karaoke giống anh Bính ở Thanh Trì thì hãy liên hệ cho bên em theo 2 số like trên tấm biển quảng cáo, và địa chỉ bên em luôn luôn ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Chúng ta cũng có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Đó, mùa dịch này thì cũng khá là căng thẳng, thì chúng ta ở nhà nghe nhạc và tìm hiểu những thiết bị âm thanh gia đình bên JK Audio và gọi nhấc máy lên gọi điện, bên em sẽ tư vấn cũng như phối ghép làm sao nó phù hợp. Và cũng như anh Bính đã được tư vấn rất là cẩn thận và chi tỉ mỉ, thì anh đã chọn lựa cho mình những đôi loa Qwest G6000 và những con đẩy liền vang DSC X7 và bộ mic Qwest VK321. Vâng, xin cảm ơn anh Bính. Vâng, hôm nay là ngày bao nhiêu đấy ạ? Là ngày 23 tháng 7, bây giờ 8:36 rồi, bên em đang test cũng như phối ghép đấy ạ.